Châu Tấn và Trần Khôn, một ngày tri kỷ, cả đời tình nghĩa. Triệu Vi thị phi là vậy, vẫn có Huỳnh Hiểu Minh ủng hộ. Tạ Na nhiều người ghen ghét nhưng Hà Cảnh vẫn một mực ở bên. Người ta thường nói, đại hoa đán Châu Tấn không có gì ngoài diễn xuất. Cô ấy không có gương mặt xinh đẹp sắc sảo như Phạm Băng Băng, không có danh tiếng lừng lẫy như Trương Tử Di, cũng chẳng có giọng nói ngọt ngào dịu dàng như Tần Lam. Chỉ có diễn xuất là điều đáng tự hào nhất của Châu Công Tử. Phải mà cũng chưa đúng, Châu Tấn không hoàn mỹ, thế nhưng suốt 18 năm qua, trước mặt cô ấy luôn có một Trần Khôn sẵn sàng vì cô mà buông bỏ tất cả, vì cô mà vượt biển Nam bể Bắc. Đó không phải là yêu, nhưng chẳng ai dám nói mối quan hệ tri kỷ này dưới tình yêu một bậc. Từ lâu tình bạn trong showbiz vốn được coi là một điều vô cùng xa xỉ. Thường thì những tình bạn giữa người nổi tiếng chỉ kéo dài được vài năm. Vậy mà tình bạn khác giới giữa Châu Tấn và Trần Khôn đã đi được hơn nửa đời người. Hai người đã có những khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ. Nhìn những hình ảnh này, khán giả chợt nhận ra tình tri kỷ giữa Châu Tấn và Trần Khôn đã kéo dài trong hơn 20 năm qua. Tình cờ gặp gỡ rồi trở thành những người bạn thân. Năm 2000, Châu Tấn và Trần Khôn quen nhau sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Như Sương Như Mưa Lại Như Gió. Châu Tấn hơn Trần Khôn 2 tuổi nên ban đầu cũng chỉ coi nam diễn viên như người em trai. Nhưng ai ngờ khi cùng hợp tác trong phim, họ đã dần hiểu nhau và tìm thấy nhiều điểm tương đồng. Nhưng lúc đó, họ vẫn chỉ là những người bạn diễn đơn thuần. Châu Tấn khi ấy 26 tuổi, gương mặt ngây thơ lộ rõ vẻ tinh nghịch rất tiểu đông tà. Còn anh vừa tròn 24 nhưng luôn miệng xưng anh gọi Tiểu Tấn. Năm ấy Trần Khôn vẫn chưa phải ảnh đế vinh quang, anh chỉ là một diễn viên nhỏ chập chững bước chân vào giới giải trí, thường bị đạo diễn chỉ trích về diễn xuất. Chỉ có Châu Tấn một lòng dịu dàng, từng bước chỉ bảo anh. Hai năm sau, cả hai lại có cơ hội hợp tác trong bộ phim Ban Giác và Cô Thợ May Trung Hoa, rồi tiếp tục trở thành đôi nhân tình trên màn ảnh nhỏ. Sau đó cả hai trở thành cặp đôi được khán giả yêu thích và thường xuyên được các đạo diễn để mắt đến. Trần Khôn và Châu Tấn lại hợp tác trong Báu Vật Tình Yêu, Uyên Ương Hồ Điệp và đặc biệt họ đã gây tiếng vang cực lớn trong Họa Bì và Long Môn Phi Giáp. Dù cả hai đều là những ảnh đế ảnh hậu xuất sắc nhưng mỗi thước phim kết hợp của Trần Khôn Châu Tấn đều đẹp. Từ phim bước ra đời thật, họ trở thành hai người bạn thân đầy ngưỡng mộ. Thậm chí có người còn đồn đoán giữa họ đã nảy sinh tình cảm yêu đương, nhưng Trần Khôn và Châu Tấn khẳng định giữa họ chỉ là tri kỷ, không hơn không kém. Tình bạn 19 năm không đổi. Trong suốt quãng đời tuổi trẻ, mặc kệ những scandal bủa vây, Châu Tấn thì Trần Khôn vẫn luôn là người đồng hành cùng với cô. Đã có lần Trần Khôn trả lời câu hỏi của phóng viên, anh sẽ chăm sóc cô ấy chứ? Tất nhiên rồi, tôi sẽ nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay. Chính câu nói đó đã khiến cho bao khán giả cảm thấy dịu lòng với mối lương duyên của cặp đôi này. Châu Tấn thường được người hâm mộ ưu ái gọi ba tiếng Châu Công Tử bởi tính mạnh mẽ, hào sảng. Thế nhưng đứng bên cạnh Trần Khôn, cô chỉ im lặng mỉm cười, nghe anh kể chuyện, ngắm anh phỏng vấn. Hầu hết các sự kiện có hai người tham dự, Trần Khôn đều là đại diện phát ngôn cho cả hai. Anh không ngần ngại trả lời rằng, tôi và Tiểu Tấn đều là những kẻ cô độc. Châu Tấn đứng bên cạnh đáp lời, chúng mình mỗi người chỉ có một nửa. Trần Khôn gật đầu, ở bên nhau là vừa đủ rồi. Lật lại quá khứ nhiều năm về trước khi cùng nhau đóng Họa Bì 2, giữa Châu Tấn và Triệu Vi xảy ra bất đồng đến mức không nhìn mặt nhau mà Trần Khôn thì lại đứng ở giữa. Ai cũng biết Trần Khôn chơi thân với Triệu Vi từ ngày còn đi học và là tri kỷ với Châu Tấn về sau này. Vậy nhưng đến cuối cùng, nam diễn viên đã chia sẻ nếu như quả thật giữa hai người phụ nữ đó có bất hòa, anh vẫn chọn đứng về phía Châu Tấn. Tình bạn của họ cứ vậy mà lớn lên theo năm tháng, Châu Tấn và Trần Khôn luôn mua nhà gần nhau để tiện cho việc gặp mặt. Ấy vậy nhưng cuộc đời của đại hoa đán Châu Tấn lại chẳng hề bằng phẳng, cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Tin đồn yêu người đồng giới cũng xôn xao truyền thông, nhưng chưa bao giờ Trần Khôn bỏ mặc cô một mình trước những sóng gió. Châu Tấn luôn gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ nhưng đơn điệu, cô là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Kể từ sau cuộc tình thất bại với Lý Á Bằng, Châu Tấn không công khai nhiều về đời tư cá nhân của mình nữa. Còn Trần Khôn, nếu không đơn côi, anh đã chẳng ôm bí mật về người mẹ ruột của con trai suốt mười mấy năm qua, tự mình nuôi con, bảo vệ con giữa cơn bão dư luận. Họ mỉm cười trước nỗi cô độc của chính mình, rồi tự tìm đến nhau, tự sưởi ấm, tự xoa dịu vết thương lòng cho nhau, một cách im lặng và yên ả trong hơn 20 năm qua.
thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay mà một diễn viên hạng A đầy hào quang như Châu Tấn lại nói không với mạng xã hội thì thật là bất ngờ. Cô không sử dụng Weibo mà chỉ có tài khoản do phòng làm việc thành lập để đăng tải thông tin công việc, sự kiện. Không để bản thân thua thiệt trên mạng xã hội, một người hướng ngoại như Trần Khôn cứ dăm bữa nửa tháng lại đăng tải thông tin tuyên truyền cho công việc của Châu Tấn. Phim của Châu Tấn đóng máy, Trần Khôn tuyên truyền. Phim Châu Tấn công chiếu, Trần Khôn quảng bá, ảnh tạp chí của Châu Tấn công bố, Trần Khôn đăng tải. Đăng quá nhiều bài về Châu Tấn đến người hâm mộ Trần Khôn cũng than thở. Sao anh cứ tuyên truyền giúp người khác mãi thế? Weibo này là của Trần Khôn hay của Châu Tấn vậy? Trần Khôn vội vàng đanh thép đáp trả. Người khác, Tiểu Tấn là người khác ư? Đúng vậy, đối với Trần Khôn, Châu Tấn chính là người nhà. Anh bảo vệ cô vốn là lẽ đương nhiên, là chuyện thường tình. Ngày Châu Tấn nắm tay Cao Thánh Viễn tiến vào lễ đường, Trần Khôn có mặt với tư cách người làm chứng. Anh đứng đó nhìn cô bạn thân nhất của mình tiến tới hạnh phúc mà nước mắt nhạt nhòa. Sự kiện con trai Trần Khôn như một lời giải khó hiểu, mãi không có đáp án của giới giải trí. Người ta tha hồ tung tin đồn rằng bé Ưu Ưu là con trai của Trần Khôn với Phạm Băng Băng, Triệu Vi, Lý Băng Băng, Đồng Khiết. Tất cả ngôi sao trên dù thân thiết hay hờ hững thì đều né tránh vấn đề nóng bỏng tay này. Riêng Châu Tấn không ngần ngại cho Ưu Ưu một danh phận rõ ràng ngay trong hôn lễ của mình. Dù ai cũng hiểu đó không phải con trai ruột của cô, nhưng cô vẫn coi Ưu Ưu như con trai mình mà săn sóc. Nhiều người cảm thán Trần Khôn gà trống nuôi con, nhưng đôi lúc Trần Khôn bộn bề công việc, chính Châu Tấn là người trông nom đứa bé. Bé Ưu Ưu vĩnh viễn chẳng có một mái nhà hoàn chỉnh, nhưng em vẫn có cha, có mẹ. Hơn thế, cha mẹ em đều rất yêu thương em, cũng rất yêu thương nhau. Hơn 20 năm trôi qua, tình bạn giữa họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Một Tiểu Tấn luôn mềm yếu, cần được che chở trước mặt Trần Khôn, còn anh thì chẳng ngại cho cô mượn bờ vai bất kể vui buồn. Một tình bạn hiếm có giữa showbiz, giữa hai con người tưởng như cực khác mà lại vô cùng hòa hợp. Có lẽ chính Trần Khôn và Châu Tấn cũng biết cả đời này họ sẽ là tri kỷ, nhưng chỉ là tri kỷ mà thôi. Quen nhau từ ngày là hai tên lính mới chập chững những bước đầu tiên trên con đường hào nhoáng, đến nay cô là tam kim ảnh hậu, thần đồng diễn xuất bao người ngưỡng mộ, còn anh là người đàn ông hoàng kim, ảnh đế quyến rũ bậc nhất showbiz. 18 năm trôi qua, cảnh cũ vật xưa, thời gian lăn bánh. Thứ duy nhất không đổi chính là tình cảm vẹn nguyên mà họ dành cho nhau. Nếu có ai đó hỏi về một mối quan hệ vĩnh hằng, trải qua nhiều thập niên mưa bão vẫn rạng rỡ như phút ban đầu, thì đó là Trần Khôn và Châu Tấn.